Rạng sáng ngày 12 tháng 9, Công an quận 8 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong nghi bị sát hại trong căn nhà trên địa bàn. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 9, bà N đi công việc về đến nhà trọ trong hẻm đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, thì phát hiện con trai là anh LBT, sinh năm 1998, ngụ quận 8, gục chết trên vũng máu. Bà vội hô hoán cho người dân và báo cho công an. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Một số người dân địa phương cho biết, bà N cùng con trai sống ở đây được vài năm. Hàng ngày hai mẹ con bán hủ tiếu. Mấy hôm trước, người mẹ đi lễ chùa ở tỉnh. Khi trở về thì phát hiện con trai đã tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.